Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu nó nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chương trì tụng nguyện tọa như lai nghĩa nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 664, kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ, Sa Môn Thích Ngạn Tông, chùa Nhật Nghiêm hiệu đến. Bài tựa: kinh Kim Quang Minh là lời dạy vô cùng sâu sắc, mang đầy đủ chữ nghĩa như trống vàng đánh trong mơ, lý cực chân không, bảo tháp vượt lên trên đất, quả đủ ba thân, đền đáp báo xưa không thiếu, nhân mười địa viên mãn, hiển hiện sở tu đầy đủ, sẽ dễ hiểu kinh vương được xưng đến thế, thì mới biết người đời khen ngợi rộng rãi, địa vị ấy rất khó lường. Sa môn Thích Bảo Quý ở chùa Đại Hưng Thiện gần với Đạo An, đời nhà Chu là bậc sư tượng sáng suốt, thì đáng gọi là bậc lương tài, học tập nghiên cứu nhiều kinh điển, chưa từng hở tay, đáng gọi là thân tử của Cù Đàm. Nhàn uyên của Khổng Thị, có điều chúng tôi nhìn thấy Sa môn Chi Mẫn Độ ở triều Tấn Sư Hợp Hai Chi Hai Trúc. Năm bản Thủ Lăng Nghiêm của Bạch Ngũ Gia là một bộ, phân làm tám quyển. Là hiệp một chi hai trúc, ba bản duy ma của ba nhà là một bộ, phân làm năm quyển. Là sa môn tăng tự lại hiệp hai sấm của La Thập và Gia Xá, bốn bản đại tập của bốn nhà là một bộ, phân làm 60 quyển. Chẳng phải chỉ gom dòng nhỏ thêm cho biển cả, mà cũng là tụ hạt cải bồi đắp núi cao. Những hiệp kinh này và nghĩa đều sáng rõ đầy đủ, hay là dấu tích để lại của những bậc tiên đế. Chúng tôi liền nương theo đó và lấy làm quy củ. Mà thế có ba bản kinh Kim Quang Minh. Đầu tiên tại đời Lương có ngài Đàm Vô Sấm dịch làm bốn quyển, cho có 18 phẩm. Tiếp đến ở đời Chu, ngài Sana Quật Đa dịch làm 5 quyển, thành 20 phẩm. Sau đến đời Lương, ngài Tâm Tạng Chân Đế ở Kiến Khang dịch 4 phẩm. Tam thân phân biệt nghiệp chướng diệt, đã lên đi tối tịnh địa, vì do không mãn nguyện cho mấy nên đã tìm ra cái mất để bổ túc phần trước, phân làm 22 phẩm. Tuần tự ấy quả thật rằng pháp sư Đàm Vô Sấm gọi là kinh Kim Quang Minh, về thiên phẩm có phần khiếm khuyết. Là lần theo văn mà đoán nghĩa thì cho là lời nói này có chứng cớ, nhưng so sánh với các kinh thì không ổn định. Khi thức lúc ngủ, chúng tôi thường ôm mãi trong lòng và thường than: kinh này bí mật thâm áo, làm sao phần sau tìm không thấy phẩm chút lụy. Trước tuy ba người dịch mà nghi chưa được giải bày, mà tưởng đến phạm văn, nguyện rằng được gặp. Vào thời Đại Tùy, kinh mới liền đến, do lệnh cho sở ti tiếp nối nhau phiên dịch. Đến năm Khai Hoàng thứ 17, một thời nọ pháp tịch khuyến tỉnh Tam Tạng pháp sư nước Kiều Đà La của Bắc Thiên Trúc, đây là bậc chí đức, một lần nữa tìm bản sau cùng thì quả có phẩm chúc lụy, lại còn được phẩm ngân chủ Đà La Ni. Và nên biết nguồn pháp điển phân tán, phái riêng phân nhánh, thừa rót cuối dòng, lý khó toàn đủ. Như Tâm Tạng pháp sư tuệ tỉnh bổ sung thêm, ngày học nghiệp ưu viễn, kinh luận trong ngoài nhiều chỗ đều thông bát. Tại kinh đô ở chùa Đại Hưng Thiện, địa vị phiên dịch đồng thời với những phẩm ra trước làm thành 24 phẩm, chép làm 8 quyển. Học sĩ phí đường phòng ở thành đô bất chấp bút. Sa môn Thích Ngạn Tông chùa Nhật Nghiêm thông phạm văn nên đã hiểu đến. Ngọc báu đã đủ, mừng rỡ kính sâu. Nguyện đem pháp này truyền kiếp vĩnh viễn. Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ, Hán Dịch Đại Bát Lương. Tăng tại pháp sư Đàm Vô Sấm. Hợp bộ Sa môn Thích Bảo Quý, chùa Đại Hưng Thiện, đời Tùy, quyển 1, phẩm 1, tựa: tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ Sa Quật tại thành Vương Xá. Lúc đó Đức Như Lai đang du hóa nơi vô lượng pháp tánh sâu xa của các Đức Phật, vượt qua sở hành thanh tịnh của các Bồ Tát. Kinh Kim Quang Minh là vua trong các kinh. Nếu có người nghe được thì có thể suy tư nghĩa lý sâu xa ví dụ vô thường. Kinh điển như vậy này thường được sự hộ trì của bốn Đức Phật trong bốn phương. Những gì là bốn? Đó là Đức Phật A Xuất ở phương Đông, Đức Phật Bảo Tướng ở phương Nam, Đức Phật Vô Lượng Tọ ở phương Tây, Đức Phật Vi Diệu Thanh ở phương Bắc. Tối nay sẽ nói các pháp sám hối. Công đức do pháp này sinh ra,
là không có gì sánh bằng, có thể dứt trừ các khổ và diệt trừ hết nghiệp bất thiện. Nhất thiết chủng trí là pháp căn bản, vô lượng công đức, đối tượng trang nghiêm, diệt trừ các khổ, ban vui không lường, các căn chẳng đủ, tuổi thọ giảm dần. Bần cùng khốn khổ, chư thiên lìa bỏ, gần gũi tranh cãi, phép vua giam cầm. Những người giận dữ, tài sản tổn hao, lo buồn kinh sợ, sao xấu tai ương, trúng tà trúng độc, biến quái nối liền. Ngủ thấy ác mộng, ngày thì buồn phiền, nên tắm gội sạch. Nghe kinh điển này, chư tâm thanh tịnh, y phục sạch sẽ. Lắng nghe kinh này, tu hành sâu xa. Uy đức kinh này tiêu trừ tất cả những ác như vậy, khiến được niết bàn. Bốn vua hội thế đem các quyến thuộc cùng chúng dạ xoa số nhiều không lường đều đến ủng hộ. Người trì kinh này, thiên thần đại biện, thần sông đi liên, thần quỷ tử mẫu, thần đất kiên lao, vua trời đại phạm, trời tam thập tam đại thần long vương, khẩn đa la vương, chúa ca lâu la, atula vương cùng các quyến thuộc đều cùng đến đó ủng hộ người này. Ngày đêm không rời, nay ta giảng nói hành hóa vi diệu bí mật sâu xa của các thế tôn trong ngàn ức kiếp rất khó được gặp. Nếu được nghe kinh hoặc vì người nói hoặc tâm tùy hỷ tiết lễ cúng dường, những người như vậy trong vô số kiếp từ được chư thiên tám bộ chúng kính, tu hành như vậy phát sinh công đức, chẳng thể nghĩ bàn, tích phước vô lượng, cũng được mười phương chư Phật thế tôn Bồ Tát thâm hành ủng hộ giữ gìn, mặc y phục sạch, dùng thượng diệu hương, từ tâm cúng dường thường không xa lìa, thân ý thanh tịnh không có cấu bẩn, hoan hỷ vui mừng ưa thích kênh này. Nếu được nghe kênh chắc hẳn sẽ biết được làm thân người sống đời chân chánh, nghe xong sám hối ghi nhớ trong lòng, bậc thiện căn này chư Phật khen ngợi. Phẩm hai thọ mạng vô lượng. Bây giờ trong thành Vương Xá có vị Đại Bồ Tát tên là Tấn Thứ, đã từng cúng dường vô lượng ức nơi do tha trong ngàn các đức Phật thời đời quá khứ và gieo trồng các thiện căn. Bồ Tát Tấn Thứ suy nghĩ vì nhân duyên gì mà tuổi thọ của Đức Thích Ca Như Lai ngắn ngủi chỉ 80 năm. Bồ Tát lại nghĩ như lời Đức Phật nói có hai nhân duyên là do tuổi thọ được dài, những gì là hai? Một, chẳng giết hại. Hai, bố thí thức ăn. Những Đức Thế Tôn trong vô lượng trong ngày ức là do ta A Tăng Kiệt Kiết đã tu giới chẳng giết hại đầy đủ 10 điều thiện, bố thí đồ ăn thức uống nhiều không thể tính kể, thậm chí cả thân mình, xương tủy máu thịt còn làm no đủ cho chúng sinh đói khát, huống là thức ăn, thức uống khác. Vị đại sĩ chí tâm nghĩ về Đức Phật như vậy. Khi suy nghĩ nghĩa này thì nhà của vị ấy bỗng nhiên rộng lớn ra, cùng với những thứ trang nghiêm như lưu ly xanh biếc, đủ thứ cho báu xen lẫn nhau, tạo thành đất nơi ấy. Giống như nơi ở thanh tịnh của Đức Như Lai, có hương thơm vi diệu hơn cả hương thơm của chư tiên. Khói mây buông xuống khắp đầy gian nhà, bốn phía đều có bốn ngôi tòa cao đẹp. Để quý báu tự nhiên xuất hiện, được trải bằng toàn vải vóc cõi trời. Trên những tòa vi diệu này đều dùng hoa trời, mọi thứ báu hợp thành làm chỗ ngồi cho các đức Phật. Ở trên hoa sen có bốn Đức Như Lai. Đức Phật A Xuất ở phương Đông, Đức Phật Bảo Tướng ở phương Nam, Đức Phật Vô Lượng Thọ ở phương Tây, Đức Phật Vi Diệu Thanh ở phương Bắc. Bốn Đức Như Lai này ngồi trên tòa sư tử, bỗng nhiên phóng ra ánh sáng lớn chiếu soi khắp thành phương xá và tam thiên đại thiên thế giới, cho đến thế giới chư Phật nhiều như các sông Hằng trong mười phương. Trời mưa xuống những hoa trời, trở lên âm nhạc cõi trời. Bây giờ chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới nhờ thần lực của Đức Phật cảm nhận được niềm an lạc của cõi trời. Những người các căn chẳng đủ liền được đầy đủ. Nó tóm lại tất cả những điều lợi ích của thế gian, những việc chưa từng có đều xuất hiện đầy đủ. Bây giờ Bồ Tát Tấn Thứ thấy các đức Phật và những việc hy hữu này, vui mừng hớn hở cung kính, chắp tay hướng về các đức Thế Tôn chỉ tâm niệm Phật, suy nghĩ Đức Thế Ca Như Lai công đức không lường, chỉ vì tuổi thọ của Đức Thế Tôn mà làm cho lòng ta sinh nghi hoặc. Sao tuổi thọ của Đức Như Lai chỉ có 80 năm như vậy? Bây giờ bốn đức Phật bởi lẽ do chánh biến trên nên bảo Bồ Tát Tấn Thứ: Này thì nam, ông không nên suy nghĩ về tuổi thọ ngắn ngủi của Như Lai. Vì sao này thì nam? Vì chúng ta chẳng thấy chư thiên loài người, ma chúng, phạm chúng, sa môn, bà la môn, người và chẳng phải người có thể suy nghĩ tính toán về thời lượng sống lâu của Như Lai.
để biết giới hạn của sự sống lâu ấy chỉ trừ chính Đức Như Lai. Khi bốn Đức Như Lai muốn tiếng nói tuổi thọ của Đức Phật Thích Ca Văn, thì hàng trời rồng quỷ thần Cái Tát Bà A Tu La Ca Lâu La Khẩn Đa La Ma Hầu La Già của dục giới, sắc giới và vô lượng trong ngày ức Na Do Tha Đại Bồ Tát và thần lực của Phật đều đến hội họp tại nhà của Đại Bồ Tát Tánh Tướng. Bây giờ bốn Đức Phật ở giữa đại chúng dùng cả đại ví dụ nói sẽ được về tuổi thọ của Đức Như Lai Thích Ca. Nước ở biển sâu có thể tính giọt, nhưng không thể tính tuổi thọ Thích Tôn. Như núi Tu Di có thể cân lượng, không thể suy lượng tuổi thọ Thích Tôn. Tất cả đại địa biết được bụi trần, không thể tính toán tuổi thọ Thích Tôn. Biên giới hư không có thể cùng tận, không thể tính kể tuổi thọ Thích Tôn. Không thể tính kiếp ức trăm ngàn muôn. Phật thọ như vậy, vô lượng vô biên. Trên nhân duyên đó nên nói hai duyên, chẳng hại mạng sống thế thực không lường. Cho nên đại sĩ tuổi thọ khó lường, vô biên vô lượng, không có giới hạn. Vì vậy ông nay chẳng nên nghi ngờ tuổi thọ không lường của Đức Như Lai. Lúc ấy Đại Bồ Tát Tánh Tướng nghe bốn vị Phật này tuyên nói về tuổi thọ không lường của Đức Như Lai, thì tín hiểu sâu xa, vui mừng hớn hở. Khi nói phẩm tọa mạng của Đức Như Lai này, thì vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bốn vị Phật bỗng nhiên biến mất. Bây giờ Bồ Tát Tánh Tướng được nghe các Đức Phật giả nói về tuổi thọ của Đức Thích Ca Như Môn Đi Thế Tôn, đã bạch với các Đức Phật, thưa các Thế Tôn, sao Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai thể hiện tuổi thọ ngắn ngủi như vậy? Nói như vậy rồi, các Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Tánh Tướng, khi Đức Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở đời năm trượng, thì ở trong cõi đời sống lâu trăm tuổi. Nhưng vì đối với chúng sinh tinh hiểu thấp kém, chúng sinh ít căn lành, ngã kiến, chúng sinh kiến, mạng kiến, dưỡng dục phú và la kiến, tà kiến, ngã sở, chấp trước, vì lợi ích các chúng sinh phàm phu và ngoại đạo ni kiền tử ba lê bà sa ca, nên Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai thì hiện tuổi thọ ngắn ngủi như vậy để làm cho chúng sinh được thành tựu. Này thị nam, Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni thì hiện tuổi thọ ngắn ngủi như vậy mà những chúng sinh đó đã biết Đức Như Lai vào niết bàn rồi, thì phát sinh các tưởng buồn khổ hiếm thấy chưa từng có và tưởng lo buồn, và mau chóng thọ nhận những kinh điển, sẽ gìn giữ độc tụng chẳng bị bán. Vậy nên Đức Như Lai thể hiện tuổi thọ ngắn ngủi như vậy, thì chúng sinh đó đã thấy Đức Như Lai chẳng vào niết bàn, thì không có tưởng hiếm có, ưu sầu và tưởng chưa từng có. Họ sẽ chẳng thọ nhận các kinh điển của Đức Như Lai đại gia nói, cũng chẳng giữ gìn độc tụng. Vì sao? Vì chấp là thường. Này thì nam, bây giờ có một trượng phu mà cha mẹ có phước báo, được nhiều tiền của. Nhưng các con của vị trượng phu đó biết có nhiều của cải rồi thì chẳng có tưởng hiếm thấy, tưởng chưa từng có. Vì sao? Vì cho là phước báo nhiều. Này thì nam, đúng vậy, đúng vậy. Những chúng sinh đó đã biết Như Lai chẳng vào niết bàn, không có tưởng hiếm thấy, tưởng chưa từng có và tưởng khó được. Vì sao? Vì cho là thường. Này thì nam, bây giờ có một trượng phu, cha mẹ nghèo cùng, có ít phước báo. Những người đó hoặc đến trong nhà của vua, nhà đại thần của vua, thấy kho đầy đủ thứ cho báu. Ở đó họ có được tưởng hiếm có, chưa từng có. Sẽ sinh tưởng có được, và cũng vì của cải đó, cần cù phát sinh ý siêng năng, muốn được số của cải đó. Vì sao? Bị cho là ít quả báo. Này thì nam, đúng vậy, đúng vậy. Nhà chúng sinh kia nếu thấy Đức Như Lai đã vào Niết Bàn thì sẽ được việc hy hữu, được việc chưa từng có, sẽ sinh ý tưởng buồn khổ. Trong vô lượng kiếp, các Đức Phật Thế Tôn mới xuất hiện ở đời, ví như hoa ưu đàm bát la trong vô lượng kiếp mới xuất hiện ở đời. Đúng vậy, đúng vậy. Các Đức Phật Thế Tôn trong vô lượng kiếp mới xuất hiện ở đời, thì những chúng sinh kia được hạnh hiếm thấy vì chưa từng có, nên rất vui mừng. Những người đó thấy Đức Như Lai thì sẽ tin tưởng hướng về. Khi nghe lời chân thật của Đức Như Lai thì họ thọ trì những kinh điển như vậy sẽ không làm sai trái. Này thì nam, cho nghĩa này nên Đức Như Lai trụ thế chẳng lâu sẽ mau chóng vào niết bàn. Này thì nam, các Đức Phật Thế Tôn
dùng phương tiện khéo léo như vậy để thành tục chúng sanh. Lúc ấy những đức Phật Thế Tôn kia biến mất. Bây giờ Bồ Tát Tính Tướng dùng vô lượng trăm ngàn Bồ Tát và vô lượng ức Na Do Tha trăm ngàn chúng sanh đi đến chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng, Như Lai chánh biến tri trong núi Kỳ Sa Quật. Đến nơi họ đảnh lễ dưới chân Đức Phật, đứng qua một bên. Đại Bồ Tát Tính Tướng bạch với Đức Phật những việc như đã nói ở trên. Rồi những Đức Phật Thế Tôn kia đi tới chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai trong núi Kỳ Sa Quật. Đến nơi các vị đều theo phương hướng và ngồi vào từng tòa ngồi của mình. Lúc ấy các Đức Phật Thế Tôn đều bảo các Bồ Tát thị giả: Này thị nam, ông hãy đi đến chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Đến nơi hãy vì chúng ta thăm hỏi. Đức Như Lai có ít bệnh, ít đi đứng nhẹ nhàng, khi được ăn vui chăng? Ngài lại nói hay thay: Thưa Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, hôm nay Đức Như Lai muốn nói pháp bản của Kinh Kim Quang Minh, chúng con sẽ tùy hỷ lắng nghe. Bây giờ những vị Đại Bồ Tát đó đi đến chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Đến nơi họ đảnh lễ dưới chân, lễ rồi lùi về một bên. Các vị Đại Bồ Tát bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn: Bốn Đức Phật Thế Tôn ở bốn phương hỏi thăm Đức Thế Tôn có ít bệnh, đi đứng có nhẹ nhàng, khi là có an lạc không? Rồi những vị Bồ Tát đó lại bạch: Hay thầy, bạch Thế Tôn, nguyện xin Thế Tôn nói pháp bản kinh Kim Quang Minh, làm cho các chúng sinh lợi ích an lạc, cho đến trừ diệt đói khát hiểm nguy. Lúc ấy Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai khiến các Bồ Tát: Hay thầy, hay thầy, này các thị nam, các ông mới có thể vì các chúng sinh kính thỉnh Như Lai. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: Ta chẳng rời khỏi núi, thường nói kinh báu này vì thành tựu chúng sinh thể hiện bát niết bàn. Phàm phu chấp sai lầm, chẳng tin lời ta nói, vì thành tựu cho họ ta hiện bát niết bàn. Lúc đó trong đại hội Quá Bà La Môn, họ Kiều Trần Như tên là Thanh Ký lắng lòng an tọa, có như lượng trăm ngàn các Bà La Môn vây quanh đang cùng cung kinh cúng dường Đức Như Lai. Ngày Đức Phật Thế Tôn chỉ thọ 80 tuổi sẽ vào niết bàn, vị ấy rơi lệ buồn khóc cùng với trăm ngàn các Bà La Môn rồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Đức Phật bạch: Bạch Thế Tôn, nếu Phật Như Lai thương xót làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, kính xin Như Lai đại từ đại bi khiến cho họ đều được an lạc lớn, vì chúng sinh làm cha mẹ chân thật tối thượng, chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế gian làm chỗ quy y che chở hộ trì khiến cho các chúng sinh an lạc thanh tịnh như vầng trăng tròn sáng trong tỏa ra ánh sáng lớn như mặt trời soi rọi đến núi Ưu Đà Diên. Nếu Thế Tôn sẽ chúng sinh Như Lai hầu la, thân nguyện xin Phật vì con ban cho một ân đức. Lúc đó Đức Như Lai im lặng không đáp. Ở trong hội này có đồng tử con của vua nước Lật Xa Tỳ tên là Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến, ở giữa đại chúng đầy đủ biện tài và cúng từ, hỏi đáp khéo léo. Lúc đó vương tử nương tần lực của Đức Phật nói với Bà La Môn Kiều Trần Như: Thưa đại Bà La Môn, ngài cầu ân đức gì ở Đức Thế Tôn, ta có thể vì ông ban ân như ý muốn. Vị Bà La Môn nói: Hay thầy, thưa vương tử, chúng tôi nguyện muốn cung kính cúng dường thân của Đức Thế Tôn, vậy nên chúng tôi muốn được xá lợi của Đức Như Lai dù chỉ một phần như hạt cải. Vì sao? Vì theo như tôi nghe thì nam thì nữ nào cung kính cúng dường xá lợi của Đức Như Lai thì làm vua sáu cõi trời, giàu sang an lạc vô cùng. Lúc đó vương tử liền đáp: Thưa đại Bà La Môn, ngài hãy một lòng lắng nghe, nếu ngài muốn nguyện cầu vô lượng công đức và quả báo làm vua sáu cõi trời thì kinh Kim Quang Minh này đứng đầu trong các kinh có phước báo không cùng, khó hiểu khó bàn, hàng thanh văn chuyên giác chẳng thể biết. Kinh này bao gồm hết công đức như vậy và do biên phước báo chẳng thể nghĩ bàn. Từ nay vì ông nói luật điều đó. Vị Bà La Môn nói: Hay thầy, thưa vương tử, như vậy sự biết diệu của kinh Kim Quang Minh công đức do biên khó hiểu khó biết, cho đến chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Các Bà La Môn ở bên cạnh nước của chúng tôi đều nói: Thì nam thì nữ nào được xá lợi của Đức Phật như là hạt cải, đặt trong tháp nhỏ, trong chốc lát là bái cung kính cúng dường thì công đức vô biên. Người này qua đời sẽ làm chủ sáu cõi trời, được niềm vui thượng diệu chẳng thể cùng tận,
Sao ông chẳng ưa thích cúng dường xá lợi đã cầu quả báo này? Như vậy, thưa vương tử, trên nhân duyên này, tôi mới theo Đức Phật muốn cầu xin một ân đức. Lúc đó vương tử liền dùng kệ đáp: Trong dòng sông chảy nhanh, xin được hoa câu Phật, xá lợi thân Thế Tôn, chắc chắn chẳng thể được. Giả sử quả màu hồng, câu chỉ là hình trắng, thân chân thật Thế Tôn, chẳng thể thành xá lợi. Giả sử cây diêm phù, hay sinh trái đa la, những cây khương thọ la, chuyển sinh quả am la, thân bất diệt của Phật, chẳng thể sinh xá lợi. Giả sử dùng lông rùa để dịch thành quần áo, thân Phật chẳng hư vọng, trọn không có xá lợi. Giả sử chân mũi mọc, có thể làm thành quách, thân Như Lai tịch tịnh, không hề có xá lợi. Giả sử khiến con trùng trong miệng sinh răng trắng, thân Như Lai giải thoát, không bị sắc trói buộc. Sừng thỏ làm bậc thềm, từ đất lên đến trời, nghĩ sai về xá lợi, công đức không hề có. Chuột leo thềm sừng thỏ, nguyệt thực trừ tu la, nương xá lợi trừ ma, không thể được giải thoát. Như con ruồi say rượu, chẳng thể tạo ổ hang, với Phật không chánh hạnh, ba thừa chẳng thể mong. Như lừa chỉ nó đủ, trọn không có kỹ năng, cái múa khiến người thích, hay nhị thừa phàm phu. Tự làm bảo người làm, không thể có điều đó. Giả sử cứu cùng quả, cùng đậu trên một cành, hòa hợp thương yêu nhau, thể Như Lai chân thật, thân xá lợi hư vọng, không bao giờ thật có. Như lá ba la nại, mưa gió chẳng thể ngăn, giới Phật khỏi hư vọng, sinh tử chẳng diệt tan. Như thuyền lớn trên biển, chậu quả báu đầy tràn, sức người nữ mới sinh, nắm giữ không thể có. Pháp thân không bờ cõi, đất bất tịnh phiền não, chẳng thể hiểu Như Lai. Nghĩa ấy cũng như vậy, với như loài chim sẻ, chẳng thể ngậm hương sơn, phiền não đương pháp thân, chẳng bị phiền não động. Như vậy thân Như Lai sâu xa khó nghĩ lường, nếu chẳng như pháp quán, ước nguyện có thành tựu. Vị Bà La Môn nghe nghĩa này rồi, để dùng kệ đáp vương tử: hay thay, ông chính Phật tử, người đại cát tường, phương tiện thiện xảo, giới lý chẳng động, đã được thọ ký. Dương tử nghe tôi nói lần lượt nói: chỗ nương độ đời, Phật đức khó nghĩ, cảnh giới Như Lai người không thể biết. Tất cả chư Phật chẳng giống loài người, tất cả chư Phật tịch tịnh xưa nay, tất cả chư Phật tu hành như nhau, tất cả chư Phật thường trụ đời sau, tất cả chư Phật một thể đồng nhau. Những nghĩa như vậy là pháp Như Lai, thân thật Như Lai chẳng phải tạo tác. Vì sao như thế? Vì Phật vô sinh, kim cang chẳng hoại, trong ngoài không ngại, thể hiện tướng thân, giáo hóa chúng sinh. Như Lai đại tiên không có sắc tượng, như vậy là thân chẳng phải máu thịt, làm sao cho là có được xá lợi. Vì độ chúng sinh, phương tiện thể hiện tất cả chánh giác, chân pháp là thân, pháp giới thanh tịnh gọi là Như Lai. Vương tử nên biết, như vậy Phật thân đúng như Phật nói, nghĩa lý như vậy tôi nghe biết rồi. Vì thỉnh Như Lai giải nói rõ ràng, nghĩa lý chân thật nên cầu xá lợi. Mở cửa phương tiện. Lúc đó 32.000 thiên tử trong hội nghe giảng nói, ý nghĩa và tuổi thọ sâu xa như vậy của Như Lai rồi, tất cả đều đối với Đại Bồ Đề vô tưởng phát tâm kiên cố, vui mừng hớn hở cùng nói kệ khen: tất cả chư Phật chẳng nhập niết bàn, tất cả chư Phật thân không hoại tan, chỉ vì thành tựu cho các chúng sinh phương tiện tăng trí thì hiện niết bàn. Như Lai tiền tế chẳng thể nghĩ bàn, Như Lai hậu tế thường không hoại tan, Như Lai trung tế vô số nghiêm trang, đều vì lợi ích chúng sinh pháp giới. Lúc đó Bồ Tát Thiên Tướng nghe các Đức Như Lai và hai vị đại sĩ và nói về ý nghĩa tuổi thọ của Đức Thích Ca rồi, được thỏa mãn ước nguyện, lòng không nghi hoặc, hớn hở vui mừng, khắp thân tâm đều an lạc. Bây giờ có vô lượng vô số những loài chúng sinh nghe nghĩa này đều phát tâm đối với đạo vô thượng. Bốn Đức Như Lai bỗng nhiên biến mất, trong đại hội này chỉ còn lại Đức Thích Ca Như Lai.
phẩm ba phân biệt và ba thân. Bây giờ Đại Bồ Tát hư không tạng ở trong đại chúng đứng dậy, sửa áo vai phải, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay cung kính đảnh lễ dưới chân Đức Phật, dùng hoa kim bảo thượng diệu tràng phan bảo cái bàn châu báu để cúng dường. Bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, đối với các Đức Như Lai, Đại Bồ Tát làm sao theo đúng như chánh pháp tu hành? Đức Phật bảo Đại Thiện Nam hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ càng. Ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Đại Thiện Nam, tất cả Như Lai có ba loại thân mà Đại Bồ Tát đều nên biết. Những gì là ba? Một, hóa thân. Hai, ứng thân. Ba, pháp thân. Vì thế, ba thân ấy đều chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế nào là Bồ Tát hiểu rõ về hóa thân? Này Thiện Nam, thuở xưa Như Lai tu hành trong các địa vì tất cả chúng sinh tu vô số pháp. Nhờ những pháp tu này mà tu hành viên mãn, nhờ lực tu hành này mà được tự tại. Nhờ lực tự tại nó tùy theo tâm chúng sinh, theo hành chúng sinh, theo cảnh giới chúng sinh, hiểu rõ phân biệt nhiều chủng loại chẳng sớm chẳng trễ mà lúc nào cũng tương ứng. Thời gian tương ứng, hành động tương ứng, đối pháp tương ứng, hiện vô số thân. Đó gọi là hóa thân. Này Tỳ Nam, các Đức Phật Như Lai, này vì các Bồ Tát thấu đạt nên ở chân đế. Vì thấu đạt sinh tử và niết bàn là một vị tự thân thế nội sợ hãi và niềm vui mừng của chúng sinh, vì Phật pháp vô biên mà làm căn bản. Như Lai tương ứng với Như Như, nguyện lực trí Như Như, thân này thể hiện đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vân sáng tròn sáu cổ. Đó gọi là ứng thân. Này Thiện Nam, làm sao để Bồ Tát hiểu rõ về pháp thân? Vì muốn diệt trừ tất cả những chướng phiền não, vì muốn đầy đủ tất cả những pháp lành, thì chỉ có Như Như, trí Như Như. Đó gọi là pháp thân. Hai loại thân trước là giả danh có. Thân thứ ba này gọi là chân thật. Thân này làm căn bản cho hai thân trước. Vì sao như lìa khỏi pháp Như Như, lìa khỏi trí không phân biệt thì tất cả chư Phật không có pháp nào khác. Vì sao phải tất cả chư Phật? Trí tuệ viên mãn, dứt trừ tất cả phiền não, được Phật địa thanh tịnh. Vậy nên pháp Như Như và trí Như Như thân nhiếp tất cả Phật pháp. Lời nữa này thì Nam, tất cả chư Phật lợi ích cho mình, cho người để đến chỗ cao tột. Lợi ích của mình tức là pháp Như Như, lợi ích người khác tức là trí Như Như. Ở chỗ lợi ích mình và người mà được tự tại vô số, vô biên công dụng. Vậy nên phân biệt Phật pháp vô lượng vô biên vô số như vậy. Này thì Nam, vì như nương vào suy nghĩ vọng tưởng nó đủ thứ phiền não, nó đủ thứ nghiệp, nó đủ thứ quả báo, đương vào pháp Như Như, trí Như Như. Như vậy, nói đủ loại Phật pháp, nói đủ loại pháp duy giác, nói đủ loại pháp thanh văn, đương vào pháp Như Như, đương vào trí Như Như, mà tất cả Phật pháp được thành tựu tự tại. Đó là điều chạy tay nghĩ bàn thứ nhất. Ví như vẽ vạc hư không để trang trí cũng khó nghĩ bàn. Như vậy, đối với pháp Như Như và trí Như Như, mà nhiếp lấy thành tựu Phật pháp cũng khó nghĩ bàn. Này Thiện Nam, thế nào là pháp Như Như và trí Như Như, hai loại không phân biệt mà được tự sự tự tại? Này Thiện Nam, ví như Đức Như Lai đã nhập niết bàn mà nguyện tự tại nên vô số việc chưa chấm dứt, đó là nhờ pháp Như Như và trí Như Như ấy mà được tự tại. Lại nữa, này Đại Bồ Tát nhập vào định vô tâm, đứng vào nguyện lực từ trước, từ thiền định giới khởi sự việc. Như vậy hai pháp không có sự phân biệt, được tự tại. Này Thiện Nam, với như mặt trời, mặt trăng không có phân biệt, cũng như gương, nước không có phân biệt, ánh sáng cũng không phân biệt, ba thứ hòa hợp nên có hình ảnh. Như vậy pháp Như Như và trí Như Như cũng không có phân biệt, do nguyện lực, do nguyện tự tại nên chúng sinh có cảm mà có hai thân ứng và hóa như bóng của mặt trời, mặt trăng do hòa hợp mà sinh ra. Lại nữa này thì nào, ví như vô lượng vô biên gương nước nương vào ánh sáng nên bóng rỗng không hiện lên đủ tướng khác nhau, rỗng không
tức là vô tướng. Này thì Nam, như vậy sự giáo hóa các chúng đệ tử chính là hình bóng của pháp thân, do nguyện lực nên ứng vào hai thân, hiện độ thứ tứ mạo ở địa pháp thân, không có tướng sai khác. Này thì Nam, nếu vào hai thân này mà tất cả chư Phật giả nói hữu dư niết bàn, nếu vào pháp thân nên chư Phật nói vô dư niết bàn. Vì sao? Vì tất cả pháp còn lại đều hoàn toàn rốt ráo, nương vào ba thân này tất cả chư Phật nói vô trụ xứ niết bàn. Vì sao? Vì hai thân chẳng trụ niết bàn, lìa khỏi pháp thân không có Phật nào khác. Vì sao hai thân chẳng trụ niết bàn? Vì hai thân là giả danh chẳng thật có, từng niệm luôn diệt chẳng trụ, có lúc xuất hiện do không cố định, do không xuất định. Có pháp thân thì chẳng như vậy, vậy nên hai thân không trụ niết bàn, pháp thân thì không hại, nên chẳng trụ ở bát niết bàn. Vậy nên nói nương vào ba thân là vô trụ xứ niết bàn. Này thì nên tất cả phàm phu, vì ba tướng nó bị trói buộc, có chướng ngại sẽ lìa ba thân, chẳng đạt được ba thân. Những gì là ba? Một, tướng tư duy phân biệt. Hai, tướng y tha khởi. Ba, tướng thành tựu. Như vậy các tướng chẳng thể hiểu, chẳng thể diệt, chẳng thể tịnh, nên chẳng đạt được ba thân. Đối với ba tướng này, có thể hiểu, có thể diệt, có thể tịnh, nên các đức Phật đầy đủ ba thân. Này thì Nam, những người phàm phu chưa thể nhổ sạch ba tâm, nên sẽ lìa ba thân, không đạt đến ba thân. Những gì là ba tâm? Một, tâm khởi sự. Hai, tâm y căn bản. Ba, tâm căn bản. Đương theo phương pháp điều phục thì tâm khởi sự hết. Đương theo phương pháp đoạn trừ thì tâm y căn bản hết. Đương theo bứng tận gốc thì tâm căn bản hết. Tâm khởi sự diệt nên hiển bày hóa thân. Tâm y căn bản diệt nên được hiển hiện ứng thân. Tâm căn bản diệt nên đạt được pháp thân. Vậy nên tất cả Như Lai đầy đủ ba thân. Này thì Nam, tất cả chư Phật đối với thân thứ nhất đồng sự với chư Phật, đối với thân thứ hai cùng ý với chư Phật, đối với thân thứ ba có thể với chư Phật. Này thì Nam, thân Phật đầu tiên này tuy theo ý chúng sinh có nhiều chủng loại nên hiện vô số tướng, vậy nên nói là nhiều. Thân Phật thứ hai này theo một ý của đệ tử nên hiện một tướng, vậy nên nói là một. Thân Phật thứ ba này vượt qua tất cả các tướng, chẳng phải cảnh giới chấp trước, chấp tướng, vậy nên nói là chẳng một chẳng hai. Này thì Nam, thân thứ nhất này đúng vào ấn thân nó được hiển hiện, ấn thân này đúng vào pháp thân nó được hiển hiện, pháp thân này là hiện hữu chân thật không chỗ nương. Này thì Nam, bản thân như vậy do có nghĩa này mà nói đến thường, do có nghĩa ấy nên nói đến vô thường. Hóa thân thì thường chuyển pháp luân, nơi nào cũng dùng phương tiện nối tiếp nhau chẳng đoạn dứt, vậy nên nói là thường chẳng phải là căn bản. Lộ các dụng nhưng chẳng thể hiện nên nói là vô thường. Ấn thân thì tự phân thể sinh tử nối tiếp nhau chẳng dứt đoạn, có thể nắm giữ pháp bất cộng của tất cả chư Phật chúng sinh, chư độ thì chư độ hết thì công dụng cũng chẳng tận, vậy nên nói là thường chẳng phải là căn bản. Do dụng đầy đủ chẳng hiển hiện nên nói là vô thường. Pháp thân thì chẳng phải là pháp thực hành, không có gì khác biệt, chính là căn bản nên giống như hư không, cho nên nói là vô thường. Này thì Nam, lìa vô phân biệt trí và vô tán trí, lìa pháp như như, cảnh giới vô thắng là pháp như như, là như như trí, hai thứ như như này, như như chẳng một chẳng khác. Và nên pháp thân là tuệ thanh tịnh, là diệt thanh tịnh, do hai loại thanh tịnh này nên pháp thân đầy đủ thanh tịnh. Là nữa thì Nam, phân biệt có bốn loại thân, có hóa thân chẳng phải ấn thân, có ấn thân chẳng phải hóa thân, có hóa thân cũng là ấn thân, có thân chẳng phải hóa thân, cũng chẳng phải ấn thân, hóa thân nào chẳng phải ấn thân. Như Lai đã nhập niết bàn, những do nguyện lực như do nguyện tự tại nên trở lại thân này. Thân như vậy tức là hóa thân, thế nào là ấn thân chẳng phải hóa thân?
là thân trước của địa này, sao gọi là hóa thân, cũng là ứng thân, là thân Như Lai trụ ở hữu dư niết bàn. Thế nào là chẳng phải hóa thân, chẳng phải ứng thân, là pháp thân của Như Lai? Này thì nam, pháp thân này là thể hiện hai loại vô sở hữu, nếu như gọi là hai loại vô sở hữu. Đối với pháp thân này thì tướng và tướng xứ của cả hai đều không, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải số, chẳng phải phi số, chẳng phải sáng, chẳng phải tối. Như vậy trí như như chẳng thấy tướng và tướng xứ, chẳng thấy, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng thấy, chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng thấy, chẳng phải số, chẳng phải phi số, chẳng thấy, chẳng phải sáng, chẳng phải tối. Vậy nên cảnh giới thanh tịnh, trí tuệ thanh tịnh chẳng thể phân biệt, không có trung gian, chính là căn bản của diệt đạo. Ở pháp thân này hiển hiện Như Lai. Này thì nam, vô cả báo xứ sở cảnh giới nhân duyên của thân này, nên về căn bản nên khó nghĩ suy lượng. Nếu đứng về liệu nghĩa mà nói, thì thân này tức là đại thừa, là Như Lai tánh, là Như Lai tạng. Nương vào thân này mà được phát tâm bắt đầu, thì mục đích tu hành cũng được hiển hiện, tâm bất thoái địa cũng được hiện bày, tâm nhất sinh bổ xứ, tâm kim cang, tâm Như Lai cũng đều hiển hiện, vô lượng vô biên diệu pháp của Như Lai cũng đều hiển hiện. Đương vào pháp thân này thì đại tam muội chẳng thể nghĩ bàn cũng được hiển hiện. Nương vào pháp thân này được hiện bày tất cả đại trí. Vậy nên hai thân đương vào tam muội, đương vào trí tuệ mà được hiển hiện. Như pháp thân này đương vào tự thể mà nói là thường, là thật, đương vào đại tam muội nên nói đến lạc, đương vào đại trí nên nói thanh tịnh. Vậy nên Như Lai thường trụ tự tại an lạc thanh tịnh, đương vào đại tam muội tất cả thiền định, thủ lăng nghiêm, tất cả niệm xứ, đại pháp niệm, đại từ đại bi, tất cả đại la ni, tất cả sáu thần tông, tất cả tự tại, tất cả pháp bình đẳng thâu nhiếp. Như vậy Phật pháp đều xuất hiện. Nếu vào đại trí này thì mười lực lớn, bốn vô sở ý, bốn vô ngại biện, 180 pháp bất cộng, tất cả pháp hy hữu trở thành ý bàn của Phật đều hiển hiện. Ví như đương vào ngọc báu như ý phát ra thì vô lượng vô biên được thứ những báu đều được hiện. Như vậy nương vào báu đại tam muội, nương vào báu đại trí tuệ thì phát ra đủ loại vô lượng vô biên những báu diệu pháp của Phật. Này thì nam, như vậy trí tuệ tam muội của pháp thân vượt qua tất cả tướng, chẳng chấp trước ở tướng, chẳng thể phân biệt, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, đó gọi là trung đạo. Tôi có phân biệt nhưng không thể phân biệt, tôi có ba số mà không có ba thể, chẳng thêm chẳng bớt. Giống như mộng huyễn, cũng không có đối tượng chấp giữ, cũng không có chủ thể chấp. Pháp thể như như chính là chỗ giải thoát, vượt qua cảnh giới tử sinh, vượt khỏi tối tâm sinh tử, chỗ chẳng thể đến, chẳng thể tu hành của tất cả chúng sinh, là nơi trú xứ của tất cả các Đức Phật, Bồ Tát. Này thì nam, bây giờ có người nguyện muốn được vàng, tìm kiếm khắp nơi liền thấy quặng vàng, thấy quặng rồi liền phá vỡ quặng, lựa chọn lấy vàng cho vào bên trong lò luyện, rồi nấu chảy gạn lọc thì được vàng ròng, rồi tùy ý trở lại làm thành những vòng xuyến, đủ thứ đồ trang sức. Tuy nhiều những công cụ nhưng tật tánh của vàng chẳng đổi. Nếu có thiện nam thiện nữ cần cầu giải thoát tu tánh, tu hành việc thiện ở đời thì được thấy Như Lai và chúng đệ tử, được gần gũi rồi liền bạch: Bạch Thế Tôn, những gì là thiện, những gì là bất thiện, những gì là tu hành chân chánh để được thanh tịnh, đi khỏi bất tịnh. Chư Phật Như Lai và chúng đệ tử suy nghĩ, thì nam thì nữ này muốn cầu thanh tịnh, muốn nghe chánh pháp. Biết như vậy rồi, chư Phật liền nói pháp, thì nam thì nữ đó nghe chánh pháp rồi liền chánh niệm ghi nhớ giữ gìn, phát tâm tu hành,
được diệu lực tinh tấn, phá trừ chướng ngại lười biếng. Phá chướng lười biếng rồi, dứt trừ tất cả tội chướng. Phá tội chướng rồi, ở chỗ học xứ của Bồ Tát phá chướng không tôn trọng. Phá chướng không tôn trọng rồi, liền phá tâm dao động. Phá tâm dao động rồi thì được, thì vào được địa thứ nhất. Nếu vào địa thứ nhất, nhổ sạch chướng lợi ích. Nhổ sạch chướng lợi ích rồi thì được vào địa thứ hai. Nếu vào được địa thứ hai, ly phá mọi chướng chẳng bị phiền não cũng có bức bách. Phá chướng này rồi thì nhập địa thứ ba. Nương vào địa thứ ba này thì phá chướng nhuyễn tịnh của tâm, phá chướng nhu nhuyễn thanh tịnh của tâm rồi, vào đến địa thứ tư. Nương vào địa thứ tư này phá chướng phương tiện thiện xảo, phá chướng phương tiện thiện xảo rồi đạt được địa thứ năm. Nương vào địa thứ năm này thì phá chướng thấy rõ chân tục, phá chướng thấy rõ chân tục rồi đã nhập địa thứ sáu. Nương vào địa thứ sáu này điềm phá chướng thấy hành tướng, phá chướng thấy hành tướng rồi tự nhập vào địa thứ bảy. Nếu vào địa thứ bảy này phá chướng chẳng thấy tướng diệt, phá chướng chẳng thấy tướng diệt rồi đạt được địa thứ tám. Nếu vào địa này phá chướng chẳng thấy tướng sinh, phá chướng chẳng thấy tướng sinh rồi hoặc nhập vào địa thứ chín. Nếu vào địa này phá chướng được sáu thông, phá chướng sáu thông rồi tự nhập vào địa thứ mười. Nếu vào địa này phá chướng nhất tiết sở tri, phá nhất thiết sở tri chướng rồi thì trừ sạch bản tâm vào Như Lai địa. Như Lai địa tức là ba loại thanh tịnh nên được thanh tịnh bậc nhất, những gì là ba: một phiền não tịnh, hai khổ tịnh, ba tướng tịnh. Ví như có người tôi luyện dung dịch vàng lâu chảy, đã đốt đã đập rồi thì không còn bụi bẩn, làm hiện hiện thể của vàng vốn sáng sạch. Vàng này sáng sạch chính là vàng rồng. Ví như thủy giới lắng động trong sạch không vận lục nữa, vì hiện bày tính nước sạch trong, đâu phải là không có nước. Như vậy pháp thân và mà phiền não vốn khởi lên đều thanh tịnh. Pháp thân này thanh tịnh chẳng phải là không bản thể. Ví như trong hư không, khói, mây, bụi mù đều đã sạch. Hư không thanh tịnh này chẳng phải là không có hư không. Như vậy tất cả các khổ của pháp thân đều diệt hết nên nói thanh tịnh chẳng phải là không thể tánh. Ví như có người trong khi nằm ngủ mơ thấy nước lớn chảy khắp thân mình, vận tay động chân ngược dòng nước mà lên, do tâm lực chẳng lười biếng khó lui ấy nên từ bờ này đến được bờ kia. Sau khi tỉnh giấc chẳng thấy có nước và bờ kia bờ này, sinh tử vọng tưởng đã diệt hết rồi thì giác ngộ thanh tịnh chẳng phải là không giác ngộ. Như vậy tất cả vọng tưởng của pháp giới chẳng sinh trở lại nên nói là thanh tịnh, chẳng phải là không có thể tánh mà nói là thanh tịnh. Là nửa này thì nam, pháp thân này do phiền não chướng thanh tịnh đã có thể hiện hiện ứng thân, nghiệp nghiệp chướng thanh tịnh nên có thể hiện bài hóa thân, trí chướng thanh tịnh nó có thể hiện bài pháp thân. Ví như nương vào hư không sinh ra chớp, nương vào chớp phát ra ánh sáng. Như vậy nương vào pháp thân nên sinh ra ứng thân, nương vào ứng thân nên sinh ra hóa thân. Vậy nên tánh thanh tịnh bậc nhất thôi nhiếp pháp thân, trí tuệ thanh tịnh bao trùm ứng thân, tam muội thanh tịnh bao trùm hóa thân. Ba loại thanh tịnh này là pháp như như, là chẳng khác như như, là nhất vị như như, là giải thoát như như, là cứu cánh như như. Vậy nên thể của chư Phật là một chẳng khác. Này thì nam, nếu có thì nam thì nữ cho rằng Như Lai là đại sư của ta, nên biết thì nam thì nữ đó đều biết, đều thấy thân Như Lai không có thân khác. Này thì nam, đối với tất cả cảnh giới chẳng phải tư duy chân chánh để đoạn trừ hết, chính là đối với pháp này không có hai tướng, không có sự phân biệt. Sự tu hành của bậc thánh đối với như như không có hai tướng trong pháp tu hành, tất cả mọi chướng ngại đều trừ diệt. Như vậy như diệt trừ tất cả chướng như vậy thì pháp như như, như như trí vô cùng thanh tịnh, pháp giới như như và trí tuệ thanh tịnh.
Tất cả tự tại đều bao trùm trọn vẹn như vậy. Đạt được tất cả tự tại thì tất cả các chướng đều diệt trừ, tất cả mọi thứ đều thanh tịnh. Tưởng trí như như này, nếu thấy như vậy thì gọi là thánh kiến, đó gọi là chân thật tại Phật. Vì sao? Vì như như được thấy như như, vì thế Như Lai thấy tất cả chư Như Lai. Vì sao? Vì tham ăn chuyên giác đã ra khỏi ba cõi, tìm kiếm cảnh giới chân thật nên chẳng thể thấy biết sự chẳng thể biết của thánh nhân. Tất cả phàm phu đều sinh nghi hoặc, phân biệt điên đảo, chẳng thể được độ thoát. Ví như con thỏ muốn bơi qua biển cả. Vì sao? Vì chẳng thể thông đạt pháp như như. Lại nữa này thiện nam, tất cả Như Lai tâm không phân biệt, đối với tất cả pháp đều được tự tại, trí tuệ, nhận thức tại đều vô ngại, thanh tịnh. Chính là cảnh giới của mình, chẳng chung với người khác. Vậy nên ở vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, các đức Như Lai chẳng tiếc thân mạng, có thể làm việc khó làm nên được thân này. Thân này tối thượng không thể so sánh, là chỗ tối thắng chẳng thể nghĩ bàn. Vượt qua giới hạn của lời nói, đã nói tịch tịnh, vượt qua tất cả sự sợ hãi. Này thì nam, như vậy thì biết như như là chẳng sinh, chẳng già, chẳng chết, tuổi thọ không giới hạn, không ngủ nghỉ, không ăn uống, thân tâm luôn định tĩnh, không tán loạn. Đối với Như Lai khỏi lòng tranh cãi, thì chẳng thể thấy Như Lai. Lời nói của Như Lai đều đem lại lợi ích, người nào lắng nghe đều được giải thoát. Nếu có người ác do ác cầm thú hung dữ thì chẳng thể gặp, đối với Như Lai mà khởi nghiệp thì quả báo vô biên. Tất cả Như Lai không việc gì không ghi nhớ, tông không muốn biết tất cả cảnh giới. Đối với sinh tử và niết bàn không có tâm sai khác, lời tỏ ký của Như Lai không gì chẳng quyết định. Các đức như Đức Phật Như Lai trong bốn uy nghi đều dùng trí để tu giữ. Tất cả các pháp không có gì chẳng làm, dùng tâm từ bi bao trùm khắp cả để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Này thì nam, thì nam thì nữ nào đối với kinh Kim Quang Minh này mà lắng nghe tinh hiểu thì chẳng bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula, được sinh lên cõi trời cõi người, chẳng làm hàng hà liệt, từ gần gũi với các đức Phật Như Lai, nghe nhận chánh pháp, thường xuyên ở các cõi Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì được nghe pháp sâu xa này, thì nam này Như Lai đã thấy, đã tỏ ký sẽ không thoái chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì nam này được nghe pháp sâu xa như vậy, thì phải biết người đó chẳng chê ba Như Lai, chẳng phỉ báng chánh pháp, chẳng chê bai thánh tăng. Tất cả chúng sinh chưa gieo trồng căn lành khiến cho họ gieo trồng, người đã gieo trồng căn lành thì khiến cho thân trưởng thành tựu, khiến cho chúng sinh trong tất cả thế giới đều có thể tu hành sau pháp ba la mật. Lúc đó Bồ Tát Hư Không Tạng, Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương, các thiên chúng liền đứng dậy, sửa áo vai phải, chắp tay cung kính đảnh lễ dưới chân Đức Phật thưa: Bạch Thế Tôn, nếu cõi nước nào mới có giảng nói kinh điển vi diệu Kim Quang Minh này thì ở cõi nước ấy. Của bốn điều lợi ích nghĩa gì là bốn? Một, dân chúng của quốc vương đó cường thịnh, không có các oán địch, lìa khỏi dịch bệnh, tuổi thọ lâu dài, các tường an lạc, chánh pháp hưng thạnh. Hai, tinh tướng đại thần hòa thuận, không tranh giành, sự tín nhiệm của vua. 3. Sa môn bà la môn và nhân dân trong tôn ấp của cõi nước ấy để tu hành theo chánh pháp, nhiều sự lợi ích, tuổi thọ dài lâu, giàu có an vui, dung bồi nhóm luật phước. 403 mùa, bốn đại điều hòa thích hợp, được chư thiên cùng nhau ủng hộ, lòng từ bi bình đẳng không gây hại, khiến cho tất cả chúng sinh thành tâm quy ngưỡng để tu hành hạnh bồ đề. Bốn thứ công đức lợi ích như vậy, chúng con đều sẽ vì chúng sinh là lợi ích khắp nơi. Đức Phật nói: hay tay, này thiện nam, đúng vậy, đúng vậy. Các ông cần phải như vậy mà tu hành.
đúng như kinh điển này thì pháp trụ thế lâu dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ Quyển 1.